rồi sao em mất cảo em mình có cha nha. Em mất cảo á. Em vô đi chơi vui rồi. Con nghe nói. Nghe nói. Nghe nói. À tại vì con đợi cái vui. Không biết thật hình gì hết. Đi đâu? Dạ dạ đi nhà nào tới giờ nó quay hả? Rồi để quay tôi ngậm hỏng lại. Rồi nó quay kìa. Nó quay tùm lum rồi. Chào. Nay mọi người đi đánh quà nha. Quay nhỏ kìa. Xin chào đón bà con. Hôm nay bà con tới đây là gia đình tôi rất vui. Theo như thơ mời thì bà con hôm nay tới để mà chúng ta họp mặt cuối năm và cũng có phần quà nho nhỏ để trao cho bà con để vui xuân đón Tết. Bây giờ đồng hành với chúng với bà con có cô Nguyễn Thị Kim Thuấn là chủ tịch xã Phước Tây và cô cha cho rằng khoát tay để chào đón các cô. Ai gì thắng nha? 9-10 đây. 9-10 đây. Thì đáng lẽ hôm nay là mấy đứa em nó về để họp mặt bà con cho vui, nhưng mà tại vì công việc cho nên hai em về không được, cho nên tôi thay mặt để mà trao quà cho bà con. Ngồi ngồi đi chị. Tuy là phần quà nhỏ nhưng mà thể hiện được tấm lòng của gia đình tôi đối với bà con, mong bà con vui lòng. Năm nay thì được 18 phần quà, mỗi phần 445 nghìn, trong đó có hậu hộp bánh và bao lì xì. Tổng số tiền là 8 triệu đồng. Xin chào cho bà con. Năm Quý Mão cũng sắp qua rồi và bắt đầu chúng ta lại đón mùa xuân mới, năm Giáp Thìn 2024. Tôi cũng đại diện cho gia đình cầu chúc cho bà con một năm mới sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Bây giờ thì không để bà con đợi lâu, bây giờ mời bà con chụp tấm hình lưu niệm để mình có kỷ niệm gì của cái năm nay. Rồi sang năm giá mình khỏe mình sẽ tiếp tục. À, nhưng bà con nhận quà rồi cho mình. Đứng ở đây đi. Có một cam trong này nha. Có một cam trong này nè. Hai tạ con biến dùm của mười mấy tờ. Sao cam muốn đi mà nó không chịu đi, nó mắc đi cà chế không à. Bây giờ mình xin nói riêng là nói thêm là bắt đầu sang năm ví dụ có cái thằng này giờ nó không có chịu đi thôi, thông cảm thôi nè. Hai ba ba khỏe hả em? À, dạ má già má đi sao không được, chú đứng lên luôn má ơi, vòng vòng nhà cam hả? Cam sao cam nè, có chưa? Rồi có chưa, chưa rồi xong. Chú đứng lên sao cam nó không chịu đây. Đúng rồi, này quay xong chết đã có bao nhiêu.
gạo thắng nó còn nó đẹp quá rồi. Trời ơi. Ở quên nè. Ủa ai cũng qua. Anh Phúc qua rồi. Ủa ai cũng không khác của cha của mình con. Thôi bỏ xuống. Ủa cho thắng nó ra mà để vậy. Thôi chàng ra đi. Bỏ ra đi. Thôi chàng à. Cảm ơn chị nha. Ủa nhận nè. Lại đây chín. Đóng mặt như ngồi luôn rồi. Vô vô đứng khép khép vô đây con cho lấy hết mọi người ha cho đẹp. Vui ha. Vui ha. Không sao bộ. Có gì đâu sao lại lo. Rồi rồi cầm lên, cầm lên, cầm lên. Ủa sao mày không cầm cái bịch bánh mày chỉ để vào thơm mà. Để. Rồi khoan khoan đây là bịch bánh để lên trên. Vậy đang có được chứ không đừng bao không có thơ không có chẳng hỏng nói chậm lại đây nè. Coi như mình ôm khai hộp vậy đó. Vậy đi ôm khai hộp đi. Chúc mọi người đi quay con.